Bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân đón Tết, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo làng chài ven biển. Ngay từ sáng sớm, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã tề tụ tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây để nhận hơn 50 suất quà Tết đã được cán bộ chiến sĩ chuẩn bị. Tôi đại diện cho các hộ gia đình được nhận món quà ngày hôm nay thì món quà rất là ý nghĩa và được trong đó là có cái sự quan tâm của đồn biên phòng đối với bà con khó khăn trong cái dịp Tết này, giúp bà con có một cái Tết được ấm no vui vẻ hơn. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây còn trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao 5 suất quà cho các em học sinh được đỡ đầu trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Hàng tháng cháu được các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ học tập. Tết này cháu được các chú tặng món quà ý nghĩa này, cháu cảm thấy rất là vui. Cháu rất là biết ơn và cháu hứa là sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng các chú đã giúp đỡ. Lộc Vĩnh là một trong những xã biên giới biển còn nhiều khó khăn của huyện Phú Lộc. Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt ven biển. Do hàng năm phải chịu nhiều ảnh hưởng của lục bão nên đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 2.213 hộ, trong đó có 196 hộ nghèo và cận nghèo. Để chung tay chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã huy động mọi nguồn lực để trao tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chương trình xuống biên phòng ấm lòng dân bản đã mang đến những cái phần quà có ý nghĩa rất là thiết thực, đã động viên chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống của đồng bào ở biên giới, đặc biệt là xã Lộc Vĩnh chúng tôi. Qua đó cũng là chia sẻ tiếp thêm động lực cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện về vật chất và tinh thần để tiếp tục đến trường. Hoạt động chăm lo lúc Tết Nguyên Đán 2023 đang cận kề, thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ chiến sĩ gửi tới nhân dân biên giới nhằm chia sẻ động viên để nhân dân có cái Tết thêm no ấm, vui tươi.